Hello, xin chào 4.200 bạn đăng ký kênh và các bạn đang xem video nhé. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ show cho bạn vài con ạc mà mình mới nhập được. Đấy ok, thì cứ có ạc ngon hoặc là ạc mình mới nhập được tầm vài ạc thì mình lại giới thiệu cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì mua nhá. Ok, thì nói luôn là anh em cần bán ạc hoặc mua ạc của mình liên hệ qua Zalo 0166402913 nhá. Ok, bắt đầu giới thiệu ạc thôi. Thì con ạc này là ạc bên server 1, mã số 128 nha anh em nha. Mã số 128. Có tên nhân vật là Jamcha 27X, sức mạnh là 1 tỷ 2, nhiệm vụ tiêu diệt số 4, hiện tại còn dư 1 triệu. 1 triệu rưỡi vàng nữa. Đồ thì mình tặng hết. Cũng chả có đồ gì mấy đâu anh em ạ. Nói chung cũng được. Có giáp tập luyện cấp 1 này. Đấy, nick không có gì mấy. Chỉ số đây, anh em xem nhá. Ok, thì đây là con đệ tử của nó. Đệ tử cùng hệ 25 triệu sức mạnh. Ok. Nói chung cũng được anh em ạ. Đây đồ trong dương thì ok, thì con nạc này 1 tỷ 2 thì thôi thì mình lấy giá 100 150k cạc nha anh em nhá. 150k cạc mã số 128 nhá. Ok. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu con ạc tiếp theo nhá. Ok anh em, đây là mã số 100 129 nhá. Con ạc này server 4. Đấy. Có tên nhân vật là Goten KKK. Sức mạnh là 5 tỷ 2, nhiệm vụ là Phi 3, nói chung làm rất là dễ. Server 4 nha anh em nhá, server 4. Đồ thì mình tặng hết nhưng mà đây toàn đồ phải thô thôi. Đồ quá là bá rồi. Đấy. Thì có cải trang hóa trang thành Goku S3 nhá, rất là ngầu đẹp luôn. Đấy, nói chung có vài đồ đảo đảo Sida vãi trưởng. Đấy, rất nhiều đạo nhá. Skin thì mắc rồi, Ki thì không cần mấy, sức đánh với HP mắc là được rồi. Đấy, rất ngon luôn. Bang thì là bang chủ của một PT cò nhá, ngầu vãi. Đệ tử thì là đệ tử 3 tỷ sức mạnh nhá. Skin này Kame7 và Thái Dương Hạ San rất là ngon, CL 4. Nói chung là chỉ số này cũng được, giá của nó là 350k cạc nha anh em nhá. 350k cạc à, là CL 4. Mã số là 129 nhá, anh em lưu ý mã số nếu mua link nhá. Mình sẽ để cái mã số và giá ở dưới phần mô tả và comment. Ok. Ok, anh em đợi mình kẹo nhá. Ok, đây là con ạc mã số 130 server 2 nha em nhá. Có tên nhân vật là Ghé Nghĩa TV 3, nhiệm vụ tiêu diệt số 4, hiện tại dư thì còn 15 ngọc cũng được. Ok. Có giáp tập luyện cấp 1 này, có con X7 bản đồ. Có găng lông đỏ. 5%, đợi nhặt cái áo đã. Ôi, vãi thành niên nhặt nhanh. HP thì là 32.000, ki 70.000, sức đánh là 37.000, còn dư 800 triệu tiềm năng. Skin thì như hình nha em nhá. Skin đấy. Đệ thì là đệ Namek 1 tỷ 5 sức mạnh, có chiêu Kame và Kaioken 1. Giá của nó là 200k cạc nha em nhá. 200k cạc. Mã số 130, server 2, giá của nó là 200k cạc nhá. Ok, thì mình sẽ giới thiệu thêm anh em mã số tiếp theo nhá. Đây là tiếp theo là con nạc mã số 131, server 3. Có tên nhân vật là Lamborghini. Tên nhân vật rất là ngầu, Lamborghini. Đấy, nhiệm vụ tiêu diệt số 4, hiện tại còn dư 300k vàng. Đấy, còn ra là 9 này, găng HP này 10%. Có thêm giá nhá. Bảy sao còn X60 nữa. Skin sức đánh với HP thì nó cũng được. Chỉ số của 7 tỷ cũng khá ok đấy. Khỉ 5 và chói 4 và khiên năng lượng. Đấy, mình chỉ nói sơ qua cho anh em biết vậy thôi chứ đọc hết ra mỏi mồm lắm. Ok. Đệ tử thì là đệ tử 2 tỷ rưỡi nha em nhá. 2 tỷ rưỡi. Con nạc này server 3. 2 tỷ rưỡi.
Đại 2,5 tỷ. Skin là Kame 3 và Kaioken 1. Giá của nó là 220k cạc nha anh em nhá. 220k cạc server 3, mã số 131. 220k cạc thôi. 220k cạc. Ok, mình sẽ giới thiệu tiếp theo cho anh em con nạc tiếp theo nhé. Ok, thì tiếp theo là con nạc mã số 132 server 3 nhé anh em nhá. Có tên nhân vật là anh 1SSTT. Nhiệm vụ tiêu số 4 này. Có cải trang vô hình này, giáp tập luyện cấp 1 này, có đầu ra cải trang số 2. HP 180k, sức đánh là 4k4. Skin thì anh em có thể tạm dừng để xem cái skin của nó nhá. Server 3. À là server 3 mã số 132, đệ thì đệ 77 triệu. Đệ 77 triệu sức mạnh. Có cải trang Android 13 này, khá ngon. Có cải trang vô hình này, mới đào ra này thì úp mắt con mẹ nó phê rồi. Quá phê luôn. Đấy, giá nó 200k thôi, 200k, 200k cạc nha, mã số 132 server 3, giá nó 200k cạc. Ok, thì mình sẽ giới thiệu tiếp theo con nào tiếp theo nha anh em nha. Ok, thì đây là con nào mã số 133 server 3 nhá. Ok, thì có tên nhân vật là Blue Sito. Đọc méo của mồm. Đấy, nhiệm vụ tiêu diệt 7 đứa sinh con. Đấy, qua được tương lai full luôn. Rất ngon. Đồ thì như hình nhá. Có cải trang da đát này. Có giáp luyện cấp 2 này, có bông tai Purata. Android 10 à Android 20, cải trang vô hình. Cải trang bông băng đờ da. Rất nhiều cải trang luôn. Đấy. Skin thì nói chung full của 39 tỷ rồi. Nội tại thì 65% sát thương. Má nhìn nick VIP quá, đọc không ra lời luôn. Đấy, anh em có thể tạm dừng video và xem hết nhá. Đấy, hiện tại là một bang chủ của một PT cờ nhá. Tài khoản full ảo. Đấy. Có cả trang thỏ này. Bulma, đại skin thì Kame 7 Thái Dương Hạ San. Đấy, rất ngon luôn. Dương đồ em có gì không? Ôi, dương đồ thì má nhiều vãi. Nói chung là cái trang này đi bung rất là phê. Đấy, ok, giá con này là 1 triệu thẻ cao su rẻ nhá. Giá 1 triệu thẻ cao su rẻ. Anh em muốn liên hệ mình. Con nạc là server 3 mã số 133. Giá là 1 triệu thẻ cao su rẻ nhá. Ok, mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm lốc con nạc mã số 134 nữa. Ok, thì hiện tại đây là con nạc cuối cùng, mã số 134 server 3. Ok, con nạc này là ập trái đất nhá. Có sức mạnh là 4,7 tỷ, nhiệm vụ là tiêu diệt Fizia 2. Đấy, qua được tương lai rồi. Hành trang thì đồ mình tặng như hình nhá. Đấy, cũng có vài đồ nói chung cũng được. À nhầm, con nạc này server 3 nhá, server 3. Mình nói nhầm, anh em thông cảm. Tặng hết nha em nhá. Tặng áo thần linh này. Áo thần linh này bán được khá khá đấy. Có dương 7 này. Skin HP thì cũng được. Đấy, có dịch chuyển tức thời rồi. Cũng khá ngon. Đây là băng. Cái ạc này mấy ạc kia mình nhập cùng một lúc lên hai băng nó sẽ là ấy. Ok, đệ nó là Kame 7 và Thái Dương Hạ San 1. Kame 7 và Thái Dương Hạ San 1 cũng khá là ngon đấy. Con hạc này mã số 134 server 3. Giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Nhìn cũng khá ngon. Giá nó là 400k cạc nhá. 400k cạc, anh em muốn liên hệ mình tặng hết đồ trong ấy luôn, 400k nhá. 400k mà thôi, con này 400k thẻ cào siêu rẻ đi. 400k thẻ cào siêu rẻ nhá. Ok. Nếu anh em mua ạc hoặc bán ạc cho mình liên hệ qua Zalo 0164020043 nhá. Ok, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra để xem cái một số ạc mà mình đã nhập được. Nếu anh em mua liên hệ mình nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem. Nếu thấy hay đừng quên để làm like, comment và subscribe kênh để ủng hộ mình nhá. Ok, bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.